Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào gặp lại quý vị vẫn theo dõi chương trình. Chào buổi tối và chương trình ngày hôm nay ngày 17 tháng 9 xin được bắt đầu. Thưa quý vị, vào lúc Hương Giang làm bản tin này thì cái buổi town hall của cựu phó tổng thống Joe Biden, tức là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, cái buổi gặp gỡ với, đúng ra là trả lời chất vấn và gặp gỡ cử tri, được CNN tổ chức tại Pennsylvania vừa mới kết thúc. Thưa quý vị, đây là cái town hall mà diễn ra gọi là drive-in đầu tiên. Drive-in có nghĩa là cái buổi này được tổ chức ở ngoài trời, thưa quý vị, và người tham dự có khoảng 100 người đã lái xe vào và họ đậu xe với một cái khoảng cách xa, một khoảng cách an toàn. Họ có thể ngồi trong xe, họ chọn cách là ngồi trong xe, hoặc là họ có thể đem ghế ra ngoài, ngồi ngoài bãi cỏ trước xe của mình, hoặc là có cái bục để họ lên đó đặt câu hỏi. Nếu như họ không có muốn ra khỏi xe thì nhân viên sẽ đem microphone vào tận xe. Và phía trên thì có hai màn hình và ông Joe Biden cùng với sứ ngôn viên Anderson Cooper là người điều hợp cái chương trình. Và thưa quý vị, trong cái buổi town hall ngày hôm nay tại Pennsylvania thì quý vị biết là Pennsylvania là tiểu bang chiến trận, mà cách đây 2 ngày Tổng thống Donald Trump cũng đã có một cái buổi gặp gỡ cử tri, những cử tri mà họ đang do dự, tức là họ chưa có quyết định được lá phiếu của mình như thế nào. Và nếu như mà so sánh đó, thì thấy rõ ràng là cái phần mà trả lời của Tổng thống thì nó không có trôi chảy bằng phần trả lời của ông Joe Biden. Tuy nhiên ông Joe Biden thì quý vị biết rồi, ông bị cái tật nói lắp, cho nên là cái quá trình mà trả lời câu hỏi thì hơi bị vấp váp. Bây giờ quay trở lại, có một điểm mà Hương Giang đáng chú ý, điểm này nhỏ thôi, đó là Tổng thống cách đây 2 ngày tại cái buổi town hall của ông thì ông gặp những cái câu hỏi rất là hóc búa và có vẻ dường như ông không có mấy tập trung vào cái câu hỏi, thực sự câu hỏi là gì. Và thưa quý vị, trong cái buổi ngày hôm nay thì ông Joe Biden đã tung ra nhiều chỉ trích gắt gao dành cho Tổng thống Donald Trump về việc ứng phó với virus corona, và trong đó có cả cái lời miệt thị của ông Donald Trump. Mà khi ông Joe Biden đã có những cái giây, có một số giây phút mà thưa quý vị xúc động khi mà ông bảo rằng con trai ông cũng từ chiến trường, là cựu quân nhân từ chiến trường Iraq trở về, cho nên khi mà ông nghe Tổng thống bảo là những binh sĩ tử trận là những kẻ loser, những kẻ tồi tệ, và ông nhắc đi nhắc lại loser và ông ngập ngừng. Thưa quý vị, giây phút rất là xúc động. Và ông Joe Biden cũng chỉ trích ông Donald Trump về vấn đề những cái tình trạng bạo lực đang diễn ra ở trên nước Mỹ. Ông lên án tất cả bất cứ ai, bất cứ kẻ nào gây ra bạo lực, bất cứ bên nào, ở sai bên nào gây ra bạo lực, cướp bóc đốt phá là cái điều cần phải lên án. Và ông bảo rằng việc này, trong khi ông Trump thì đặt cái câu hỏi về đất nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Joe Biden như thế nào, nhưng mà hiện nay những gì đang xảy ra ở trên đất nước Mỹ là dưới cái quyền lãnh đạo của ông Donald Trump. Một tình trạng bất ổn, người dân không cảm thấy an toàn, đó là nó đang xảy ra, đây là thực tế đang xảy ra dưới chính quyền ông Donald Trump. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì có một bản tin thu hút sự chú ý rất là nhiều. Đó là một cựu nhân viên, cựu cố vấn về an ninh quốc gia của phó tổng thống Mike Pence, cô Olivia Troy. Cô từng làm cho ông Mike Pence. Và bây giờ thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì cái tổ chức là cử tri Cộng hòa chống ông Donald Trump, tổ chức này tung ra đoạn băng. Trong đó cô Troy cho biết là làm việc với ông Donald Trump là một điều khủng khiếp, và cô cho biết là cô tham gia vào cái lực lượng đặc nhiệm ứng phó với virus corona của Tòa Bạch Ốc. Và tại một cái cuộc họp lực lượng ứng phó virus corona thì ông Donald Trump đã tuyên bố trước, ở trong phòng trước tất cả mọi người này, là COVID-19 là điều tốt đẹp, bởi vì như vậy tôi không có cần phải bắt tay, tôi không cần phải bắt tay với những kẻ đáng ghét, disgusting. Và ông đưa ra cái, theo cô, lời cô nói là ông đưa ra cái tuyên bố như vậy, và theo lời cô Troy bảo rằng tổng thống không có test, tức là không có nghiêm túc với vấn đề virus corona. Nếu như ông nghiêm túc ngay từ đầu thì đã cứu được rất là nhiều mạng sống. Ông chỉ quan tâm tới việc là tái đắc cử,
tái tranh cử. Và tất cả là cho bản thân ông ấy. Và khi ông ta bảo rằng những kẻ đáng ghét đó là những người ủng hộ ông, là những người vẫn đi tới những cái buổi tập hợp tranh cử, vận động tranh cử của ông. Thưa quý vị, sở dĩ bản tin này là bản tin nóng bởi vì như vậy chúng ta thấy cái danh sách mà các cựu viên chức nằm trong ngay trong nội các của ông Donald Trump bây giờ tham gia vào việc chống lại ông Trump và ủng hộ ông Joe Biden. Cái danh sách này là danh sách càng ngày càng nhiều. Nếu như gần nhất thì chúng ta thấy có ông Taylor là đồng lý của Bộ Nội an cũng đã rời khỏi, thưa quý vị, rời khỏi nội các của ông Donald Trump và quay qua chống ông Donald Trump và kêu gọi bỏ phiếu cho Joe Biden. Thì cô Joy ngày nay cũng vậy, cô là người mới nhất tham gia vào cái danh sách mà càng ngày càng phần to. Trong khi đó thì phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc cho rằng người phụ nữ này chẳng qua là một nhân viên bất mãn. Và cô ta không có là ai cả, cô ta chỉ có tham gia vào họp, ngồi ở cái phòng họp khác mà quan sát cái cuộc họp ở bên trong mà thôi. Nhưng mà hình ảnh cho thấy rõ ràng là cô Joy ngồi ngay phía sau lưng ông Mike Pence bên cạnh Tổng thống trong cuộc họp. Và sếp trực tiếp của cô Joy là trung tướng Kate Kellogg. Ông cho biết là cô Joy chỉ là một viên chức tạm thời và một viên chức sự nghiệp của Bộ Nội an, thưa quý vị, cũng như là trung tá lục quân Vinman. Ông là người của Ngũ Giác Đài nhưng mà ông được cử sang làm việc theo tour ở Tòa Bạch Ốc trong Hội đồng Cố vấn An ninh Quốc gia. Thì cô Joy, người phụ nữ này, cũng ở cái vị trí tương tự như vậy và cho biết là tại vì cô không có được tiếp tục, tức là cái nhiệm kỳ của cô, cái thời gian làm việc ở đây làm phụ tá cho ông Mike Pence bị cắt ngắn bởi vì không có đủ khả năng để đảm đương công việc hàng ngày. Đó là lời của sếp trực tiếp. Thưa quý vị, nhưng mà ngày hôm nay cái bản tin này được truyền thông nhắc đi nhắc lại. Và vào lúc này đây thì quý vị biết một số vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa họ đang bác bỏ những cái tuyên bố sai sự thật về bỏ phiếu khiếm diện. Ngày hôm qua chúng ta thấy là Tổng thống tiếp tục tấn công vào bỏ phiếu khiếm diện. Ông bảo rằng là bỏ phiếu khiếm diện là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất, còn hơn cả là can thiệp bầu cử từ bên ngoài. Bởi vì theo ông nói, can thiệp bầu cử của nước ngoài rất là nhiều khi hóa ra lại không phải như vậy. Nhưng mà bỏ phiếu qua đường thư là mối đe dọa lớn nhất. Thì vào ngày hôm nay, một số vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa yêu cầu ông Donald Trump ngừng ngay việc này lại. Bởi vì những cái tuyên bố này là những cái tuyên bố không đúng sự thật và nó có thể gây thiệt hại cho đảng Cộng Hòa. Bởi vì theo truyền thống, theo lời của thượng nghị sĩ Cassidy, thì truyền thống là Cộng Hòa thắng được nhờ phiếu khiếm diện rất là nhiều. Và ông kêu gọi là ông Trump nên ngưng lại bởi vì việc này nó làm thiệt hại Cộng Hòa. Thưa quý vị, cái câu hỏi đặt ra về bầu cử chỉ trong vòng 47 ngày tới sẽ như thế nào? Bây giờ tại Thượng viện thì Dân Chủ có 11 cuộc tranh đua. Có 11 cuộc tranh đua và ít nhất thì họ, nếu như mà họ muốn lật được cái quyền kiểm soát, tức là họ giành được quyền kiểm soát sau tháng 11, sau ngày 3 tháng 11, thì họ phải giành thắng lợi ít nhất là 5 trên 11 cuộc tranh đua này, cộng thêm bên hành pháp nữa. Tức là nếu như mà Dân Chủ thắng ghế tổng thống thì Dân Chủ sẽ có được một lá phiếu của phó tổng thống ở Thượng viện, thì họ phải cần thêm 5 ghế nữa, tức là 5 trên 11. Không phải dễ, thưa quý vị. Nhưng mà hiện nay cho thấy là ở Arizona thăm dò cho thấy là Dân Chủ đang thắng thế. Ở tiểu bang Maine, Dân Chủ đang thắng thế. Mà tiểu bang Maine là ai quý vị biết không? Là thượng nghị sĩ Susan Collins, một thượng nghị sĩ lâu năm của Cộng Hòa, thượng nghị sĩ ôn hòa của Cộng Hòa. Hiện nay cho thấy là bà đang bị đối thủ Dân Chủ dẫn trước. Đây là điểm đáng lo ngại. Thêm một cái cuộc
tranh đua khác mà nó liên quan đến thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở tiểu bang South Carolina. Hiện nay ông Lindsey Graham cùng với ứng cử viên Dân Chủ là ông Henry đang neck to neck, tức là đang rất là xích sao. Và đây là cái điểm đáng lo ngại cho ông Lindsey Graham. Mà quý vị nhớ là đây là một đồng minh của ông Donald Trump, một đồng minh hết sức là mạnh mẽ, một cái tiếng nói mạnh mẽ đối với ông Donald Trump. Nhưng mà suốt thời gian vừa qua, ông Lindsey Graham yên lặng. Yên lặng không thấy. Ông đang tập trung vào cái thực tế ngay tại quê nhà của mình. Bởi vì năm nay ông tái tranh cử. Lindsey Graham trong những ngày qua bị lôi ra chỉ trích cũng nhiều, bởi vì ông là người mà thúc đẩy ông Donald Trump ngồi xuống với ông Woodward, ký giả Woodward, mới có nên cái cuốn sách Race đang được tranh luận, đang được xăm soi rất là nhiều. Bởi vì trong đó cho thấy là Tổng thống đã đưa ra những cái tuyên bố thú vị, sốc rất là bất ngờ. Quay trở lại, như vậy theo thăm dò hiện nay thì có 3 ghế mà Dân Chủ có thể là chiếm được từ Cộng Hòa. Nhưng mà Cộng Hòa thì theo tính toán của Cộng Hòa thì hiện nay có 7 cái ghế của Cộng Hòa, tức là có 7 ứng cử viên của Cộng Hòa, 7 ứng cử viên ra tái tranh cử của Cộng Hòa đang gặp khó khăn. Và như vậy nếu như mà Thượng viện rơi vào tay Dân Chủ thì tất cả những chương trình nghị sự, đặc biệt là việc bổ nhiệm vào tối cao pháp viện thì khó mà thực hiện được, bởi vì Dân Chủ họ sẽ chắc chắn họ sẽ block lại. Chúng ta chờ xem thử kết quả như thế nào. Nhưng mà quả thật là bây giờ các vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa họ đang rất là lo ngại với những cái tuyên bố của ông Donald Trump như vậy thì nó sẽ gây thiệt hại cho chính đảng của họ. Thưa quý vị, William Barr từ hôm qua đến giờ bị chỉ trích rất là nhiều bởi vì đã đưa ra những cái tuyên bố. Ngày hôm qua đó thì ông bảo rằng ông không có nêu một trường hợp cụ thể nào. Ông bảo rằng các công tố viên ở Bộ Tư pháp bây giờ giống như là trẻ em mà mẫu giáo vậy, hay là kẻ đi săn đầu người. Nhưng mà William Barr, quý vị biết là bị chỉ trích rất là nhiều, bởi vì William Barr, Tổng trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, bây giờ trở thành phát ngôn nhân của Tổng thống Donald Trump. Mà chúng ta thấy rõ nhất là hai cái vụ William Barr can thiệp một cách trắng trợn là Michael Flynn và Roger Stone. Và mới đây Hương Giang chia sẻ với quý vị là Tổng thanh tra Bộ Tư pháp bây giờ đang điều tra xem thử là cái vụ mà thay đổi mức án dành cho Roger Stone đã diễn ra như thế nào. Thưa quý vị, William Barr đã nhảy vào can thiệp và chính vì vậy mà Michael Flynn nhận tội, khai mang trước Quốc hội, bây giờ tuyên bố vô tội và yêu cầu là tòa bãi bỏ cái hồ sơ, những cái cáo buộc hình sự. Và vụ này chưa có xong. Thưa quý vị, Roger Stone thì được giảm án, ban đầu thì đề nghị mức án cao nhất là hơn 7 năm tù. Bây giờ sau đó William Barr nhảy vào thì mức án còn có 40 tháng tù. Và Tổng thanh tra đang để mắt đến việc này. Cái việc này nó dẫn đến các vị công tố viên, những luật sư tham gia vào những cái hồ sơ này họ đều rút lui cả. Và William Barr đã chỉ định ông Durham, biện lý Hoa Kỳ, mở một cái cuộc điều tra xem thử là nguồn gốc cuộc điều tra của FBI về Nga, trong đó có cái cuộc điều tra nhỏ là nằm trong cái phạm vi của cuộc điều tra Nga là Donald Trump và chiến dịch của ông liệu có thông đồng với Nga hay không. Thì William Barr đã bổ nhiệm biện lý Durham để điều tra nguồn gốc của cuộc điều tra này. Và vào ngày hôm nay, thưa quý vị, 9 vị thượng nghị sĩ ở trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, trong đó có thượng nghị sĩ Kamala Harris là liên danh ứng cử viên phó tổng thống của Dân Chủ, đã gửi thư yêu cầu Tổng thanh tra điều tra, Tổng thanh tra Bộ Tư pháp điều tra cái cuộc điều tra của ông Durham. Thưa quý vị, kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức thì người ta bên ngoài người ta nói đùa là
tổng thống của các cuộc điều tra. Kể từ khi mà ông nhậm chức thì điều tra quá trình điều chúng ta thấy ở đây, điều tra của FBI, rồi William Barr bộ chỉ định Durham điều tra cái cuộc điều tra của FBI, và bây giờ các nhà lập pháp yêu cầu tổng thanh tra điều tra ông Durham, điều tra cái cuộc điều tra của ông Durham, điều tra khắp mọi nơi. Nhưng mà William Barr bị chỉ trích mà nó liên quan đến ông Joe Biden. Cái câu hỏi là nếu như dựa vào cái khuyến cáo, những cái số liệu của các nhà khoa học, những khuyến cáo của các nhà khoa học, thì ông Joe Biden có đóng cửa quốc gia hay không? Và thưa quý vị, William Barr cho rằng đóng cửa quốc gia block thì nó tương tự block vì virus corona, block quốc gia thì nó tương tự giống như chế độ nô lệ vậy. Và cái tuyên bố này ngày hôm nay bị chỉ trích cũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, bưu điện Hoa Kỳ được để ý rất là nhiều. Và mới đây thì quý vị biết là bây giờ, tại vì gần đến ngày bầu cử, đã có một số tiểu bang họ đã gửi ra phiếu bầu cử bằng đường thư, và một số cử tri họ đã bắt đầu bỏ phiếu. Trong thời gian vừa qua, song song cùng với việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố là bầu cử khiếm nhiệm, bỏ phiếu qua bằng đường thư là gian lận, lũng đoạn, thì bưu điện Hoa Kỳ với tân tổng giám đốc mới là Louis DeJoy đã thực thi cải cách, hoặc gọi là cải cách. Mà cái chính sách đó có một cái chính sách gọi là leave mail behind, tức là để thư lại. Cái chính sách này làm chậm cái việc giao phát thư. Tức là bây giờ những xe đưa thư đó đúng giờ thì lên đường, chứ không cho dù họ có nhiều thư đang chờ đi chăng nữa cũng không có được chắc lên xe, không có được làm thêm ngoài giờ. Và DeJoy trong thời gian vừa qua đã bị chỉ trích rất là nhiều. Và cuối cùng ông phải rút lại, tạm ngưng hai việc. Đó là việc tháo dỡ những cái thùng thư. Cái việc thứ hai đó là tháo dỡ những cái máy phân loại thư. Nhưng mà những cái chính sách khác thì vẫn còn được thực thi. Và phía dân chủ và cử tri thì họ quan ngại rằng với những cái chính sách, với cái thay đổi như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu của họ, cái việc bỏ phiếu của họ. Và đã có 14 tiểu bang khởi kiện DeJoy, và vào ngày hôm nay thì một thẩm phán liên bang tại tiểu bang Washington đã đưa ra một cái phán quyết là tạm thời ngăn chặn những cái thay đổi này trên toàn quốc. Bởi vì theo thẩm phán tại tòa đã chứng minh được, thưa quý vị, bên nguyên tức là 14 tiểu bang. 14 tiểu bang đã chứng minh được những cái thay đổi này là một cái cuộc tấn công mang động cơ chính trị, mà nhắm vào cái sự hiệu quả của bưu điện Hoa Kỳ. Và tại cái phiên điều trần ngày hôm nay thì ông thẩm phán cho biết là ông sẽ ra cái phán quyết như vậy. Và quý vị có biết là 14 tiểu bang này, trong đó có những tiểu bang chiến trận như là Wisconsin chẳng hạn. Và quý vị có biết là ngoài cái vụ kiện này thì còn có thêm hai vụ kiện khác đã được đệ lên New York và đệ lên một tòa liên bang khác. Như vậy còn thêm hai vụ kiện tương tự nữa. Đây được xem, thú vị, đây được xem là một chiến thắng. Và thẩm phán vào ngày hôm nay bảo rằng với cái việc này của bưu điện thì nó sẽ tước đi quyền bỏ phiếu của người dân. Và cũng nhân tiện nói quan tòa, quý vị biết vào ngày hôm nay thì một quan tòa ở Michigan, quan tòa này là do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đã đứng về bên nguyên ở đây, đã khởi kiện tiểu bang, bởi vì tiểu bang có đưa ra một cái luật, một cái quy định là cấm các phương tiện giao thông đi lại, mà những cái phương tiện mà trả tiền, chẳng hạn như taxi, như là Uber, thưa quý vị, những phương tiện nào mà trả tiền chứ không phải những phương tiện công cộng, cấm những cái phương tiện này
được chở những người cử tri đi bỏ phiếu. Và thẩm phán đã nhấc bỏ những cái hạn chế này và ngăn chặn cái luật này tại tiểu bang Michigan. Và quý vị biết chính vì cái luật này mà những cái năm trước là những kỳ bầu cử trước như là kỳ bầu cử năm 2016, Uber họ không thể tung được cái chương trình promotion, chương trình giảm giá để dành cho phục vụ những người mà đi bỏ phiếu. Đây cũng là được xem là một chiến thắng cho cử tri và của một cái nhóm nhóm mà khởi kiện này, đây là cái tổ chức ủng hộ ông Joe Biden. Và quý vị biết là có hai đồng phạm của luật sư tư của tổng thống, đó là ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng của thành phố New York. Thưa quý vị, hai đồng phạm này, Lee Panas và thưa quý vị, hai đồng phạm này, trong đó có ông Lee Panas, đã bị các công tố viên bổ sung thêm những cái cáo buộc hình sự. Vụ này vẫn vẫn chưa có xong. Thưa quý vị, hôm nay có một cái bản tin cũng gây sự chú ý, đó là có một trung tâm giam giữ của ICE, tức là cơ quan thực thi di trú liên bang. Tại một cái trung tâm giam giữ này, tại một cái thành phố nhỏ ở tiểu bang Georgia, và quý vị biết đã có một người tố giác gửi thư tố cáo là tại đây, tại cái trung tâm giam giữ này, có một vị bác sĩ phụ khoa. Ông ta có cái biệt hiệu là nhà sưu tầm tử cung. Lý do là có một cái tình trạng tăng đột biến, có một cái con số tăng đột biến các phụ nữ đang bị giam giữ ở đây bị cắt tử cung, cắt dạ con một cách không cần thiết. Và thưa quý vị, kể từ khi mà cái đơn tố giác này được gửi ra thì đã có nhiều phụ nữ, ít nhất là 30 người phụ nữ ở trong cái trung tâm này lên tiếng cô tố cáo bị ông bác sĩ này cắt bỏ dạ con, làm những cái thủ thuật mà không có được sự cho phép của họ. Và luật sư của ông bác sĩ này, bác sĩ nghe nhớ không nhầm, Amir, luật sư của bác sĩ này bác bỏ cái thông tin này. Nhưng mà vào năm 2015, thưa quý vị, thì vị bác sĩ này cùng với một đồng phạm khác đã bị truy tố cái tội là claim mà sai trái để ăn tiền Medicare và Medicaid 520.000 Mỹ Kim. Nhưng mà không hiểu tại sao, thưa quý vị, một trong những luật sư, có một người luật sư gốc Việt, đó là cô Vân Huỳnh. Luật sư Vân Huỳnh cho biết là thân chủ của cô 30 tuổi là người Cameroon đã bị bắt giữ khi mà phạm cái tội là trộm đồ. Và vị bác sĩ này, cô có một cái cục u nang ở trong tử cung, và vị bác sĩ này đã cắt luôn buồng trứng của cô. Không thông báo gì cả, bảo là đường buồng trứng bị nghẹt rồi thấy cắt luôn. Và khi mà được thông báo là bây giờ cô không thể có con được nữa thì người phụ nữ này rất là căng thẳng. Chưa biết là vụ này sẽ đi như thế nào, nhưng mà Hương Giang sẽ cập nhật đến quý vị. Thưa quý vị có bao giờ nghe cái chữ là Pay It Forward? Pay It Forward cũng là tên một cái bộ phim vào năm 2000, được tung ra vào năm 2000 và được quay ở Las Vegas, lấy bối cảnh ở Las Vegas. Pay it forward có nghĩa là làm điều tốt mà truyền tay nhau đó. Tôi làm điều tốt, người A làm điều tốt cho người B làm điều tốt cho người C tiếp tục nhân rộng ra. Đó là từ pay it forward. Quý vị có biết là mới đây có một người phụ nữ dẫn đứa con gái của mình, cô bé 4 tuổi bị ung thư, đi chợ. Thì cô trả tiền rồi,
Nhưng mà em cô bé 4 tuổi con gái nhìn qua thấy cái chỗ bán bong bóng thì muốn muốn mẹ mua nhưng mà cô đã trả tiền rồi, đang rất là băn khoăn thì người phụ nữ đứng đằng sau, tức là kế tiếp cô, không chần chừ ráp luôn cái bong bóng và đưa cho cô bé và trả tiền bong bóng này. Và người phụ nữ hai mẹ con bước đi mà quên cảm ơn. Và cô đã lên mạng xã hội kêu gọi mọi người là nếu như mà ai biết được, ai đi shopping ở chợ đó, có biết được người phụ nữ đã có cử chỉ tốt với hai mẹ con cô thì cho cô gửi lời cảm ơn. Và thưa quý vị, hàng trăm người đã phản hồi và họ offer sự giúp đỡ, đóng góp để giúp cô với đứa con gái 4 tuổi bị ung thư. Và đã có hai người phụ nữ lạ mặt liên lạc với cô và bảo rằng sẽ giúp là tổ chức nhận những cái sự đóng góp đó và sẽ giúp cho những người có hoàn cảnh giống cô như vậy, tức là cũng có con bị bệnh ung thư và bây giờ ở trong cái khu vực đó là có 4 người, có 4 gia đình như vậy. Và cuối cùng người phụ nữ này đã gặp lại ân nhân của mình. Thưa quý vị, đây cũng là một cái câu chuyện về pay it forward. Nó cho chúng ta thấy là trong kể cả những cái giai đoạn khó khăn như vậy, lòng tốt ngoài kia vẫn còn rất là nhiều. Một bản tin Hương Giang chia sẻ với quý vị đó là hai viên cảnh sát quận Los Angeles bị phục kích bắn ở thành phố Compton, miền Nam California. Mấy ngày trước, người ta đóng góp có một người đóng góp số tiền lớn và đã treo cái giải thưởng lên là 175 ngàn cho những cái thông tin nào có giá trị, cho người cung cấp thông tin có giá trị, dẫn tới bắt giữ được nghi can đã phục kích bắn hai cảnh sát này. Quý vị có biết là bây giờ số tiền thưởng là bao nhiêu không quý vị? 640 ngàn, toàn do bên ngoài đóng góp và một số tổ chức khác đóng góp. 640 ngàn tiền thưởng cho thông tin nào có giá trị dẫn đến bắt giữ nghi can. Ngày hôm nay nhà chức trách cho biết là họ đã có manh mối của nghi can. Thì đây là một cái tin tức đáng mừng. Và bên cạnh đó quý vị có biết là chẳng hạn như ở vùng vịnh San Francisco của chúng tôi ở phía đông vịnh, có một chủ tiệm nail và tiệm tóc đang kêu gọi là những thợ nào mà bị mất job trong thời gian vừa qua, bây giờ không có thể quay trở lại tiệm của mình thì hãy tới đây, tới tiệm của ông sẵn sàng nhận. Rồi chủ tiệm tóc nơi mà bà Nancy Pelosi đã đến cắt tóc, đã vi phạm cái quy định của thành phố San Francisco đến cắt tóc rồi bảo rằng là mình bị gài. Người phụ nữ này, thưa quý vị, được sự đóng góp rất là nhiều như Giang chia sẻ với quý vị là bà bảo bà không thể mở cửa tiệm và không có còn ở San Francisco nữa. Nhưng mà người phụ nữ này, bà Nancy Pelosi thì bà bảo rằng bà bị set up. Thưa quý vị, cái tuyên bố này nó nghe không có lọt tai đúng không? Một chủ tịch hạ viện, một chính trị gia lão luyện như một con cáo già, bà có một cả một đội ngũ nhân viên mà bà lại make một cái mistake như vậy ngay trong cái khu vực bầu cử của mình. Những người phụ nữ này tức là chủ tiệm thì thực ra cũng đem cuốn băng này để đi bán cho Fox News. Và bà được đóng góp một cái số tiền, hỗ trợ một cái số tiền lớn, không đóng cửa tiệm, không có muốn làm ở San Francisco nữa. Thì mới đây tại quận Placer, một giám sát viên của quận Placer mời người phụ nữ này đến quận của bà, quận Placer, để làm ăn kinh doanh ở đây, mở tiệm tại đây. Và thưa nước quý vị, nước Mỹ đã bước sang cái con số hơn 200.000 người nhiễm tử vong do virus corona gây ra. Nếu như mà theo đúng cái ước tính của CDC thì trong 2 tuần nữa, tức là vào khoảng 2 tuần nữa vào mùng 1 tháng 10 thì cái con số này sẽ tăng thêm khoảng mười mấy ngàn người nữa, tức là 2.217.000 người. Thưa quý vị, nói không có xa,
là ngày hôm qua khi mà chúng ta có 1.200 người tử vong do virus corona gây ra, thì tại Canada chỉ có 9 người. Ngày hôm thứ sáu, trong khi số số người mà chết vì virus corona của Mỹ rất là cao, thì tại Canada zero. Chúng ta không có nói đâu xa mà chỉ so sánh với hàng xóm láng giềng mà thôi. Huy Nhâm muốn nhắc nhở quý vị là virus corona bây giờ tất cả mọi nơi mở cửa rồi, và dần dần thì chúng ta sẽ đi vào, thưa quý vị, dần dần thì muốn quay trở lại bình thường cũng phải mất vài tháng nữa. Nhưng mà cái nguy hiểm về virus corona thì nó vẫn còn đó, chứ nó không có biến mất. Quý vị hãy cẩn thận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng, bình an. Xin chào và xin hẹn gặp lại.